Xin chào bà con. Thì hôm nay á mình quay clip tại vườn của bà con nông dân đây. Thì đây cây bơ bút, nói chung là gần đây thì nhu cầu bà con cưa ghép cải tạo các trong bơ á, hầu như rất là nhiều. Nói chung là bà con chúng ta bây giờ thay đổi rất nhiều loại giống. Thì cái này mình đến tại vườn của nông dân, thì hôm nay thì nông dân cũng thích bơ 034. Nói chung là nghe giá bây giờ giá cao á, 40-50 ngàn, 60-70 ngàn, trăm mấy giá bơ 034 á, mà dễ đậu nữa. Hôm nay bà con nông dân á, tại vườn á, có nhờ bên mình á, xuống vườn ghép bơ 034. Thì đây là cây bơ bút đây. Nhà nông dân là không thích bút nữa, bà con nông dân thích 034. Nên cái nhu cầu bà con là nhờ bên mình ghép bơ 034. Thì đây là toàn bộ một cây bơ bút. Ở trong vườn có 5 cây bơ bút mà nông dân ghép hết 3 cây bút rồi, còn 2 cây bút để lại, còn lại để ghép 034. Nhưng mà bà con nó mỗi người mỗi ý tưởng, mỗi người mỗi cái quan điểm khác nhau. Thì ai có bơ, thích bơ gì thì ghép vào đó. Thì clip này mình quay cũng là toàn bộ về cái cách mà ghép bơ, cưa cải tạo cái bơ. Thì con cứ xem nha. Nói chung là cưa của mình nó cũng cưa nhiều quá, nên hơi cũ xíu, dụng cụ nó không được mới. Nên clip này mình quay rất là trực tiếp và thực tế và rất là dài. Thì cái này toàn bộ là mình cưa hết bơ bút. Và tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho bà con về cái công tác mà chọn chồi. Chọn cái chồi nào cho nó hiệu quả và ghép như thế này hiệu quả. Thì chồi thì cũng trong vườn luôn. Trong vườn có cây bơ 034 trái to, dài, xanh đẹp. Lấy ghép luôn. Thì nó rất là tiện. Thì ở đây mình cũng thông báo bà con là những bà con nông dân nào á. Hiện tại bây giờ cái bơ chúng ta ghép cải tạo nó cũng rất là đơn giản và rất là dễ. Bà con ghép phát là sống liền, ghép là sống. Thì một số bà con có thắc mắc là nên ghép thời điểm nào. Thì cái thời điểm mà tốt nhất á thì hầu như bà con ghép vào đầu mùa mưa, còn bà con muốn ghép lúc giai đoạn nào thì cũng được hết. Còn thời điểm tốt thì đầu mùa mưa, đó là mình nhắc lại nha, còn lúc nào bà con ghép cũng được. Thì cái việc ghép thì một số bà con cũng hay hỏi mình á là chuẩn bị ghép thì nên làm cái gì. Thì thông thường ghép thì bà con không nên bón phân thôi, trên cây chúng ta bình thường không nên bón phân chuẩn bị ghép á. Thì cái việc mà ghép và lựa chọn chỗ ghép như thế nào hiệu quả thì cái đó mình sẽ nói cho cụ thể bà con. Thứ nhất là bà con chọn cái mầm chồi không quá non mà cũng không quá già. Nếu có hạt gạo á, hạt nụ có to á, thì nó rất là quá. Vì đây cũng cưa xong cây rồi. Đây, tới cây bơ thứ hai luôn. Cây bơ thứ hai nói chung cũng xanh tươi và tốt. Thời tiết nó hơi bị nắng và chói nha, mình quay clip nó không được rõ mấy nên mà con chịu khó xem mình cái. Đây, đi vô quay cây bơ thứ hai đây, con xem đây. Dùng cây cũng rất là tươi tốt, xanh. Nhưng mà bà con nông dân ở vườn thì họ muốn thì bên mình cưa thôi. Chung về cây bơ thật chất ra nói chung là rất là dễ sống, nên mà con cưa và ghép nó rất là dễ. Bây giờ bà con ghép 034, 21-034 giá rẻ thì bà con cưa ghép lại bút cũng được. Dùng mà con đổi liên tục và giống cũng được, muốn giống gì đổi cũng được. Nhưng mà bà con chịu khó chút là cái thời gian mà có trái á, mất 1 năm, 2 năm sau khi bà con ghép á. Nên cái đó là bà con chịu khó nha. Nếu xác định cưa ghép xong á thì bà con phải nghĩ, ví dụ như giờ ghép giống này mà năm sau giống này nó lỗi thì mình ghép giống khác. Nhưng mà hầu như cây bơ á, đối với năm tỉnh Tây Nguyên chúng ta á, hầu như là đều tiêu thụ hết. Kể cả bơ thường, bơ bút, bơ 034, một số giống bơ khác á, thì thị trường ở trong nước á, tiêu thụ cũng rất là nhiều và rất là mạnh. Thì gần đây thì cũng rất nhiều bà con cũng chán nản cái bơ bút vì tỷ lệ đậu rất là thấp mà chăm sóc là nhiều. Thì qua đó một số bà con cưa ghép cải tạo nhiều giống như bút, rồi cưa ghép thành 034, rồi tứ quý, rồi sáp, rồi không hạt, không tên, rồi thạch bích, nói chung là đủ loại giống hết. Nên qua đó mình chỉ chia sẻ về cách ghép thôi. Còn việc ghép của địa phương, của nông dân, của nhà bà con á, thì bà con thích ghép giống gì bà con ghép, cái đó là tùy vào mỗi người nha. Còn clip này mình quay rất là dài, rất là chi tiết và cụ thể. Nói chung bà con cứ xem tất cả cái quá trình của bên mình. Nói chung bà con chịu khó xem vì cái này mình quay rất là dài. Vì cái phần ghép nó nằm ở sau clip. Còn bây giờ cái việc thực tế là cái việc đi cưa cành. Thì vì thế nên số bà con xem chịu khó xem mình clip hết vì clip hơi dài xíu. Thì qua đây mình cũng những bà con muốn theo dõi kênh á thì bà con đăng ký kênh và theo dõi video ở bên trái cây thừa buồn lắc, thì mình luôn luôn quay cập nhật những video hay và thực tế cho con xem.
Thì mình nói lại là ở clip này mình quay chung là dụng cụ nó hơi cũ, nó không mới được. Vì đây là những cái cũ mà nó bén, nó dễ cắt á, thì mình nên dùng. Cái này mình quay thực tế tại vườn, là nhu cầu bà con nông dân chúng ta. Thì qua đó bà con có thắc mắc gì bà con có thể liên hệ số điện thoại dưới được tư vấn cụ thể hơn. Xin cảm ơn bà con ạ. Con cứ chịu khó xem hết clip nha, clip rất là dài á. Dạ. Đặt đá trên cái rắn. Đang.
Mệt hả con? Im ba đi, im ba. Bà hai con gà gáy bà. Gà nó gáy để cho biết nó là gà trống. Đất nhẹ bà. Nhiều dư rồi. Rồi phải ghép rải trước mới về ghép cái đáy được chứ.
Coi nó cầm cái kéo, anh lấy cái kéo, anh cầm cái kéo không? Thêm về rất nhiều.